Bây giờ tiếp tục chương trình, chỉ còn hai tiết mục cuối cùng. Xin mời quý vị nghe ca khúc của ca sĩ Khánh Hưng, Sống Để Hát. Một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Khánh Hưng. Và sau một tiết mục nữa là tới phần phát quà cho 40 em tại chùa. Xin quý vị ngồi thật đông, thật là cổ vũ các em nha quý vị. Vâng, và đầu tiên cho phép Khánh Hưng xin gửi đến quý thầy và quý sư cô và các bậc tử một lời chúc sức khỏe và một lời chào đón thương nữa. Vâng, sau đây Khánh Hưng xin gửi đến quý thầy cô và quý bậc tử một không thân tự bản tên sau đây. Mong mai đâu ra con gái rồi luôn.
Yeah.